Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ khám phá xem có những loài động vật gì tại Thiên đường Bảo Sơn ở Hà Nội nhé. Đây là bản đồ mình được đưa từ ngoài cổng và chúng ta sẽ vào cái Happy Farm này trước. Nông trại vui vẻ. Ở đây có một cái chuồng thỏ khá rộng và như các bạn thấy là người ta đang cho những em bé đi vào tương tác với thỏ. Lúc sau mình hỏi thì các bạn nhân viên có bảo là thỏ sẽ được thả ra và tương tác vào những giờ cố định trong ngày thôi. Thời gian còn lại chúng nó nghỉ ngơi và ăn uống ở trong chuồng như này. Ở bên này là chuồng chuột lang. Có đến cả trăm em ú nu đang trèo vào khay thức ăn. Mình thấy họ cho ăn cỏ, cà rốt, khoai lang với rau muống. Còn có cả mấy em bé xíu chắc mới tầm 1 đến 2 tháng tuổi. Theo thông tin ghi trên tấm bảng này thì bọn này đến từ Nam Mỹ. Thời tiết hôm đó cũng hơi lạnh và mình thấy họ có lắp cả đèn sưởi nữa. Đoạn này người ta thả cả một bó cỏ to vào cho chuột lang gặm dần. Kể ra có vài em bọ ú này ở nhà để sờ cũng thích phết. Nhìn cũng cưng nhưng mà nếu mà chúng nó không ị thì mình nuôi chứ còn lười dọn lắm. Cạnh chuồng chuột lang thì có gà con, mình thì chỉ thấy chúng nó đáng yêu khi mới nở như này thôi, lớn chả đẹp, dù là mình cũng không biết đây là gà gì. Trong kia có một ít trứng chưa nở nữa kìa. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi đến những nơi có dê, cừu, lạc đà với ngựa. Ở chuồng này là dê lùn Pygmy, được gọi là dê lùn do bọn nó chỉ cao khoảng 41-58cm khi trưởng thành. Bọn này xuất xứ từ châu Phi và được đánh giá là rất hiền lành thân thiện. Nhìn mặt ông nhõi này có vẻ bất cần đời này. Đi sang chuồng kế tiếp, trên biển ghi là lạc đà Apaca và đây là vài thông tin về lạc đà. Trong chuồng thì mình thấy có hai con lạc đà và tận 5 đến 6 con cừu. Bọn cừu này nó chả quan tâm đến việc mà mình động vào người nó cơ. Về lạc đà Apaca thì họ nói là loài này nổi tiếng với tuyệt chiêu nhổ nước bọt. Mà chỉ làm vì đam mê chứ không phải là do sợ hãi. May mà lúc mình đứng đấy không dính trưởng. Cái chuồng cuối cùng ở Happy Farm này là ngựa lùn Pony, có vẻ rất được yêu thích do ngoại hình mũm mĩm, chân ngắn, cute. Bảng thông tin có ghi là bọn nó có mái tóc dài lãng tử, nhưng mà không biết ai lại cắt cho tổng tài quả mái bằng này đây. Giờ thì sẽ đến với thủy cung. Ở cửa vào thì họ cũng thiết kế cái vòm trong suốt để cá mập bơi qua bơi lại phía trên. Cũng giống các thủy cung khác thôi, nhưng có vẻ hơi ít cá với màu sắc nhìn cũng khá là cũ kỹ. Nếu như mà họ muốn thiết kế theo kiểu cổ kính thì không sao, nhưng mà đây là cũ theo kiểu bị xuống cấp ấy. Có một vài cái bể nước mặn này mình thấy cũng đẹp, mật độ cá cũng vừa phải, không quá ít. Thank you.
xong rồi đi đến đường hầm san hô, thì nó cũng không khác nhiều so với đoạn đi từ cửa vào, số lượng cá thậm chí còn ít hơn ấy, loay hoay được vài con. Điều mà mình cũng như đa số mọi người muốn vào thủy cung để trải nghiệm thì sẽ chủ yếu là bọn cá biển hay là cá nước mặn. Thì ở đây có rất ít hoặc không có thông tin gì của mấy loài cá biển, cá mập thì chỉ có mấy con bé bé. Sau đó thì đến mấy cái bể cá dài nuôi cá nước ngọt. Mà cá này thì toàn mấy dòng phổ thông ngoài hàng cá cảnh. Setup bể cũng không ấn tượng gì lắm. Chúng ta sẽ đi tiếp. Sau đấy thì mình toàn thấy là cá nước ngọt thôi. Có cá thần này, bự phết. Đây chắc là cá chép koi. Có một con chép này muốn biến thành cá dọn bể hay sao nhỉ? Rồi có một bể to mà nhiều cá bự nhất, đấy là bể này. Hình như là cá sấu hỏa tiễn. Ở xa xa kia có bức tượng nàng tiên cá mà mình cứ tưởng người thật. Ok, và đấy là cả cái thủy cung của Thiên Đường Bảo Sơn hiện tại. Đoạn này là còn mấy cái bể nhỏ nhỏ của vài dòng cá nước ngọt thôi. Nói sao nhỉ? So với hồi khoảng năm 2017-2018 mà mình từng đi thì hiện tại nó không còn gì luôn ấy. Hồi đấy mình đi thì số lượng cá và không gian phải gấp 3 hay 4 lần hiện tại. Có 4 tầng để leo và cũng rộng rãi nữa. Giờ thì nhiều đường đi họ đã đóng lại, không biết là đóng để bảo dưỡng, để sửa chữa hay là đóng hẳn. Những loài đặc biệt nhất của thủy cung như là cá heo hay là chim cánh cụt thì hoàn toàn không có. Cá mập thì rất là ít và toàn những con nhỏ. Hải cẩu thì có một con mà chỗ đứng từ trên nhìn xuống khá là tối nên là mình không quay được. Cái góc nhìn ngang tấm kính thì họ chặn đường không cho vào rồi. Tóm lại là mình thấy thất vọng về thủy cung lần này. Quá thiếu sự đa dạng về sinh vật biển. Mong là họ đang bảo dưỡng thôi và sẽ mở lại thêm nhiều khu nữa. Đến với khu tiếp theo, mong là sẽ vui vẻ hơn. Đây là quốc đảo chim, bên trong vườn thú hay còn gọi là safari. Bên trong cái chuồng khổng lồ này thả một số loài chim bay tự do nên là người ta đã làm hai lớp cửa lưới để khách đi vào. Ở ngay bên trái lối vào là chuồng công Ấn Độ, có cả công xanh và công trắng. Bọn nó sống trong cái chuồng riêng chứ không được thả ra đây. Ở giữa cái chuồng khổng lồ này là cái ao nước nhỏ. Đây, mọi người sẽ nhìn thấy những cái nhà nhỏ ở trên kia để làm tổ cho chim. Chúng nó đang đậu khá nhiều trên đấy, mong là đừng có rớt sản phẩm khi mình đi qua. Con này đẹp phết mà mình không thấy bảng tên. Ở đây là chuồng tucan mỏ vàng, phân bố ở Nam Mỹ. Bé nó đây. Bọn này cũng thỉnh thoảng xuất hiện trong hoạt hình, nhìn nó giống đồ chơi phết. Ở ngay sau phía lớp lưới, mọi người sẽ thấy chữ hổ vàng. Vườn thú ở ngay bên cạnh rồi, chúng ta đi qua đó thôi. Ở bên vườn thú thì đầu tiên mình sẽ được đi ngắm động vật từ phía ngang mặt kính, được ngồi trên cái thuyền di chuyển theo sông lười xuyên qua khu chuồng thú. Nó là cái thuyền nhỏ có 6 chỗ như này. Nó sẽ di chuyển từ từ qua khắp các chuồng. Chỗ này có một bạn lạc đà to phết, đang phơi nắng luôn. Mà nó có cái hành động trông hài nhỉ, cứ lắc lư uốn éo, có thể là đang ngứa ngáy hay là làm sao đấy. Đây là nhà của tê giác, khổ thân, to con vật vã mà ở trong một cái chỗ khá là nhỏ. Do là quay ngang mặt kính thì kính xước khá mờ cộng thêm bị lóa do ánh nắng nên mình sẽ skip được phần này luôn. Mình sẽ đi bộ ở trên cái cầu và nhìn xuống động vật ở bên dưới. Như vậy dù nhìn xa hơn chút nhưng cũng rõ hơn nhiều. Ở đây là chuồng hổ, cũng có khoảng 4 cái chuồng như này. Em này cũng được ở chỗ rộng rãi thoải mái. Một bạn khác đang nằm phơi nắng. Xong đến con này nằm dính vào tường, ngửa cổ nhưng vẫn trợn mắt lên tò mò chứ chưa ngủ được. Ông cháu này bị ở cái chuồng bé hơn bọn kia một chút. Đây là hổ trắng, hổ bạch tạng. Lúc mình đi từ cái thuyền là con này nó vẫn thức và đi lại loanh quanh, chứ giờ thì cháu nó ngủ rồi. Đi tiếp thì mình đến chỗ của hươu cao cổ. Ở đây họ làm cái cầu vừa đủ cao để có thể tương tác với chúng. Có người ngồi bán cà rốt ở đây, nên mình sẽ mua cho hươu cao cổ ăn xem như nào.
Có vẻ nó quá quen với việc được ăn như này rồi. Cái lưỡi trông thuần thục lắm. Sang đến chùa bên này là có sự hiện diện của một đàn chuột túi như là wallaby chứ không phải kangaroo. Bọn này thì nhỏ bé hơn kangaroo rất nhiều, dù là cũng xuất xứ từ Úc. Đây chính là cái dòng mà vào tháng 11 năm 2023 được phát hiện ở trong rừng ở Cao Bằng. Nhưng các nhà khoa học đã khẳng định đó là do người nuôi sổng ra chứ không phải do chúng phân bố ở Việt Nam. Con vật cuối cùng ở trong sở thú là ở đằng kia, voi rừng. Không phải đi Deer Drogba, đây là voi châu Á thôi. Chuồng voi cũng không rộng lắm, nhưng được cái là con này không bị xích chân. Và cái chỗ lan can được thiết kế đủ cho nó đưa cái vòi lên. Họ bán cả chuối cho voi nên mình cũng đã mua vài quả để xem nó ăn như nào. Và đó là những dòng thú ở đây. Còn nơi ở của voi hay lạc đà thì mình thấy cũng khá nhỏ, chưa phù hợp. Đặc biệt là hai bạn tê giác ở cái chuồng rất là bé. Dù vậy thì mình vẫn thấy ở đây hấp dẫn hơn thủy cung và cũng muốn bỏ nhiều thời gian ra hơn. Cá nhân mình thấy thì có vẻ hổ và hươu cao cổ là bọn mà được sống ở cái nơi thoải mái nhất. Tất nhiên là so với tiêu chuẩn safari nuôi theo kiểu bán tự nhiên thì ở đây chưa thể so sánh được. Dù sao thì cũng có rộng rãi hơn ở công viên Thủ Lệ, có nhiều cây xanh với hồ nước hơn. Giờ thì chúng ta sẽ tham quan khu bò sát. Đây là địa điểm cuối cùng rồi và cũng là nơi mà mình mong đợi nhất để xem những loài bò sát mình từng nuôi hoặc sẽ nuôi đang được chăm sóc như thế nào tại Vương quốc bò sát này nhé. Có một bạn chăn đất bạch tạng ở chuồng này. Bên cạnh đó cũng là một em chăn đất với kích thước khá bự. Sau đó là chuồng của rồng đất. Con này có ở Việt Nam luôn, anh em chơi bò sát quen thuộc hơn với cái tên gọi là kỳ tôm hay là Chinese Water Dragon. Ở trong này có khoảng chục em sai nhỡ gần trưởng thành. Mình cũng muốn góp ý chút là bọn nó cần cái ao nước to và sâu hơn, thêm thật nhiều cành cây, tại vì là chúng nó năng động, thích leo trèo lắm. Tiếp đến là có hai bé rồng Nam Mỹ, mỗi bé ở một chuồng. Iguana chắc luôn là dòng nổi tiếng nhất khi mọi người nhắc đến thú chơi bò sát rồi nhỉ. Thức ăn của bọn này thì chủ yếu là các loại rau củ thôi, nên là thứ nó thải ra cũng đỡ mùi hơn là bọn ăn thịt. Đây là rồng Úc. Chuồng của rồng Úc cũng rộng rãi vì Bearded Dragon có kích thước khá nhỏ. Môi trường như này để giả sa mạc theo mình thì cũng là hợp lý rồi. Còn ở đây là nơi khá rộng cho vài bé tắc kè hay còn gọi là Tokay Gecko. Các em đang bám trên góc này nhìn béo thật đấy nhỉ. Bọn này chắc được chăm sóc tốt nên nhìn em nào em nấy cũng nần nẫn toàn thịt. Thêm một đứa nữa trốn ngay đây nữa, thò cái đuôi ra ngoài. Trên bảng thông tin chuồng thì ghi đây là rùa sa nhân. Ở trong thì có vài bé, mình thấy màu mai khác nhau. Không biết là có phải là những loài khác nhau không nữa. Ngoài ra thì còn có chuồng rắn ráo, rắn hổ mang nhưng bọn nó trốn hết rồi. Còn cá sấu nữa ở một chỗ khá là bé, xoay người còn khó nữa, chứ chưa nó đến ao nước chỉ vừa đúng người nó. Đây rồi, dòng cuối cùng mình sẽ quay, cũng là dòng mà mình thích nhất. Tiếc là có đúng một chuồng dành cho bọ cạp. Đây thì cũng là dòng bọ cạp đen Việt Nam phổ biến mà mọi người nuôi cảnh hoặc là ngâm rượu thôi. Mình sẽ nhận xét kỹ một chút về cách setup của họ cho bọn này. Đầu tiên, điểm cộng là có hang trú và bát nước nông. Tất nhiên thì đó cũng là những điều kiện rất cơ bản để động vật tồn tại rồi. Nhưng mình chưa thể tìm thêm được ưu điểm nên là tạm thế vậy. Còn điểm trừ thì khá nhiều. Mọi người biết đấy, bọ cạp nhiệt đới thì nên dùng nền đất đúng không? Có thể là đất trộn hoặc là đất sét khô như ở đây cũng được. Nhưng mà thứ mà không hợp lý là họ trộn đất sét với cát, rồi trộn với nước để làm nền. Tức là chất nền rất cứng và được ép chặt xuống. Giống như phần nền của bọn bò sát ở các chuồng khác, đất sẽ không có độ tơi xốp và thoát nước như đất trộn. Để phân thức ăn thì ở đây mình thấy có con bọ này. Cho những ai chưa biết thì đây là hình dạng của con mealworm khi trưởng thành. Chắc do họ thả mồi vào, bọ cạp không ăn hết nên nó chui xuống nền một thời gian sau và hóa nhậm rồi thành con này. Vậy là chúng ta đã cùng đi tham quan hết những loài vật có tại Thiên Đường Bảo Sơn. Ngoài ra ở đây còn rất nhiều chỗ như các trò chơi hay là khu ẩm thực thì nó hơi lạc đề nên là mình sẽ không quay nữa. Mình xin phép sẽ có một vài đánh giá chủ quan về nơi đây trên tiêu chí 5 sao. Đầu tiên ở nông trại, nơi những con vật hiền lành thân thiện được có chỗ ở rộng rãi. Ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, 5 trên 5 sao. Thủy cung là địa điểm theo mình là đáng thất vọng nhất, chỉ 1 trên 5 thôi. Tiếp đến là lồng chim khổng lồ, chỉ tiếc là hơi ít sự đa dạng, 4 trên 5 sao. Vườn thú,
Safari có lẽ là vẫn còn nhiều hạn chế về không gian của những con vật to lớn, vậy chỉ 3 trên 5 sao thôi. Sau đó là đến khu bò sát, chủ yếu là cũng tạm đạt yêu cầu trừ những bể nước của bọn thằn lằn, kỳ nhông rất nhỏ và nông, không đủ cho chúng bơi lội, và nơi ở của bọ cạp thì như mình đã nói ở trên, vậy thì vẫn đáng được 4 trên 5 sao. Cảm ơn mọi người đã xem và mong sẽ được gặp lại trong những video tiếp theo. Oh,